đừng để chúng ra lộn lắm. Ủa đi chợ chứ. Dạo giờ này nó cũng hơi trưa cho nên cũng hơi vắng khách, nên mình hơi vắng người nên mình đi cũng dễ thôi. Có mua gì mua đi, trái cây nè. Thẳng luôn phải không? Ừ, thẳng. Dướng vào hình thật này, đậu đó đi. Chào các bạn, trở lại với kênh Cuộc Sống Miền Tây. Hiện tại Lâm đang đứng ở chợ Cần Đăng. Chợ này nằm ở chính giữa khu vực Chi Tôn và huyện Châu Thành của An Giang. Trong lúc chờ đợi bà xã mình đang đi mua đồ, Lâm tranh thủ quay lại vòng vòng cho các bạn xem. Chợ này gần trưa rồi cho nên cũng hơi vắng khách.